Chúng ta sống trong cái cuộc đời này, sống một ngày, sống đặc biệt một ngày, sống một ngày, sống vui một ngày. Ngày hôm nay sống vui là tuyệt vời nhất, đừng đợi ngày mai. Có rất là nhiều con người chúng ta, quý vị biết rằng cái cuộc sống chúng ta là ưa bị cái bệnh này nè. Gia đình nghèo khó quá, cố gắng lo làm ăn, tới nào có tiền bạc đầy đủ đi, con cháu, con cái đồ này kia đồ, có vợ, có chồng đâu vào đó hết trơn đi, lúc đó muốn vui gì vui. Còn bây giờ gia đình còn bận bịu lắm, nên lo làm ăn đi, tới chừng nào mà gia đình đầy đủ đi, rồi con cái, có vợ, có chồng đâu vào đó hết trơn thì lúc đó là thoải mái. Ồ, con người chúng ta sao có nhiều người cứ nghĩ vậy hoài vậy ta? Tại sao chúng ta không sống của ngày hôm nay cho nó đặc biệt ngày hôm nay, và tiếp tục ngày mai cứ từng ngày chúng ta sống cho đặc biệt. Mình là con người học Phật, quý vị phải nhớ cái câu là an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. An vui trong cái hiện tại này nè. Bây giờ mình được ngồi đây, mình được nghe Pháp, mình được niệm Phật, mình được tu hành, mình được ăn chay, mình được ở trong ngôi Tam Bảo. Đây là cái hạnh phúc của ngày hôm nay chúng ta có đó. Chúng ta hãy trân quý cái ngày hôm nay đi quý vị. Tại vì cuộc đời của người vô thường lắm. Như Đức thường nói rằng bây giờ năm nay như Đức 41 tuổi, đừng có nghĩ rằng mình mấy chục năm gì nữa mới chết. Ai biết được, ai biết được. Có khi ngồi đây một chút đi qua bên kia, tự nhiên cái cây ngang, cái gã, cái gầm đè nằm chết queo. Ai mà biết được cái chết nó kỳ cục. Hoặc là đi lên cầu thang, đang đi gì chợt chân đập đầu vô trong cái cầu thang, cái bức tường, cái ạch, cái dịp sao nào. Nó chết queo, ai biết được, trời, cái cuộc đời này vô thường dữ lắm. Quý vị ở ngoài đời, quý vị nhìn có bao nhiêu con người, người ta trẻ đi long ngong khỏe re, mới hôm qua gặp vậy đó tự nhiên đồn cô hái gì không, cô hái gì, cái thằng ba phía trên chết queo. Trời trời, hôm qua tôi còn thấy nó mà, nó ngồi nó nhậu, nó uống cà phê, nó chuyện úm sùm, nhưng mà ủa ừ vậy hôm qua nó khỏe re, tối nó ngủ xong chết queo rồi chị ơi. Thấy sao, thấy cuộc đời vô thường không? Mình mà thấy rõ ràng rất là nhiều người như vậy mà. Nên chúng ta bây giờ là người học Phật, chúng ta tin sâu nhân quả. Mỗi một con người chúng ta nó có cái nghiệp gì thì nó tự đến với mình vậy à. Nhớ nghe, mình là người học Phật, quý vị đừng bao giờ nói cái câu ai lây bệnh cho mình chứ. Nhớ nghe, người ta không học Phật, ta nói cái gì kệ người ta. Còn mình là người học Phật là mình luôn luôn tin cái chỗ là bệnh của mình là do nhân mình tạo. Phật nói cái câu trong kinh, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nhân quả thông ba đời, chúng ta đã từng gieo nhân gì thì gặp quả báo đấy à. Chứ làm gì có cái chuyện tự nhiên người ta đem bệnh người ta gieo cho mình, hoặc người ta đem khổ đau người ta đưa cho mình, không có đâu. Nên có những cô, thí dụ như cuộc đời của mình đi, người ta bằng tuổi mình như vậy đó mà người ta có gia đình thì chồng thương yêu, còn mình cũng bằng tuổi người ta mà mình có chồng thì gặp chồng quýnh te tua tối ngày. Dù mình hết lòng hết dạ sanh con nuôi con, rồi cực khổ gian lao lo cho gia đình, đảm đang chuyện nhà đủ chuyện, mình cực khổ vậy mà chồng vẫn ghét vẫn quýnh. Còn con nhỏ cái nương nưởng vậy đó, mỗi ngày vỗ móng tay không, vậy mà chồng thương nương nưởng vậy đó. Cái duyên chồng cũng chiều, xin cái gì là chồng cho cái nấy, xin gì là chồng cho cái nấy, mà nó hét cái chồng im ru. Còn mình nó làm cực khổ tới mồ luôn, mà mình về cái là chồng mình nó say xỉn, nó nhậu nhẹt, nó nói này nói kia, nó chửi mình, cái con này con nọ, nó chửi te tôi, nó quýnh mình, nó đập mình, thấy không? Có không? Cuộc đời này có sao không có? Nên từ nơi đó thì quý vị biết rằng là cái nhân quả của mỗi một con người, nó gieo nhân, nó đã gieo cái nhân rồi thì tần số nó kết hợp. Tại sao bây giờ mình vừa gặp người đó là mình thương liền vậy đó? Bây giờ nhiều cô đây phải rõ ràng là mấy cô đã từng gặp chồng mấy cô không biết ở phương trời xa xôi nào, vừa gặp cái thương đúng không? Vừa gặp mặt cái là thương à? Có đó, vừa gặp cái là thương vậy đó. Mà cha mẹ nói sao cặp mắt của mày bị bồ lạch ăn hay sao mà không thấy cái thằng này vậy, nó vô duyên gì đâu, xấu đau xấu đớn mà mày thương sao mà thương, mày thương hay gì? Nói à, ảnh có duyên. Thấy không, nó mà có duyên có nợ với nhau rồi, bởi vì vừa gặp là nó cùng tần số liền, chớp liền. Nó bao nhiêu con người nó đứng sùm người ta chứ đẹp vậy đó, vậy mà cái thằng lùn xỉn nó núp núp ở trong đó vậy đó, mình thấy ngay thằng lùn, thấy ngay cái thằng lùn gì giữa mình chứ nó có cái duyên. Tự nhiên ấy, mình vừa gặp nó có thấy nó chớp và nó ô lùn lùn ấm được rồi, lùn kia à, vậy mà kết lùn ha, thường lùn về ta chê tùm lum tùm la, chứ nói không, lùn có duyên của lùn, tôi thích lùn rồi sao, đúng không? Vậy vậy đó mà cái duyên nó trải qua thời gian
được 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm cái duyên nó nhạt đi. Nó dùng cái duyên khi gặp nhau, nó dùng cái mấy chục năm nữa cái nó nhạt cái duyên. Cái nhạt nhạt cái duyên, cái lúc đó tự nhiên nó đang hết cái duyên rồi, cái mình gặp thằng lùn thì mình nói không biết ngày xưa còn mắt mình sao mà mình chọn cái thằng lùn vô duyên đi không biết nữa. Nó lùn mà nó còn đi hai hàng nữa, trời ơi trời, nó nằm ngủ cái mặt kìa trời ơi trời. Có kìa, mà lúc trước cái lúc mà mình thương nó ngủ nó thở làm sao, nó hả miệng làm sao, rồi nó đưa cái bụng ra làm sao mà nói có nhặn gì đâu mà dễ thương ghê. Có kìa nó đang ngủ ngủ mà lỡ mình hung một cái nữa chứ. Có mà, có nhiều cô làm vậy đó. Chồng đang ngủ ngủ lỡ hung một cái nữa, thương, thương vô cùng thương vậy đó. Vậy đó, mà tới lúc mà cái duyên mà nó hết rồi nó chỗ cái nghiệp á, thì lúc đó tự mình nhìn nó đi cũng xấu. Mình thấy nó ngồi cũng xấu, nó nằm cũng xấu, nó đứng cũng xấu, nó xỉa răng cũng xấu. Mình nói dùng cái thứ này, ôi là trời, mỗi ngày tôi gặp cái mặt hãm tài. chữ lý lẽ như rồi đi đâu cũng gặp, cũng nói là người này người kia, chồng tôi gì, chồng tôi nọ, chồng tôi người khác có không? Có mà. Nên từ nơi đó quý vị phải hiểu cái nhân duyên, khi có duyên là gặp nhau vậy đó. Rồi khi sống với nhau mà nó hết duyên rồi, nó đổ cái nghiệp ra là nó trở ngại sao sao. Thì mình khi mình học Phật rồi mình hiểu được cái định luật nhân quả. Khi mình hiểu định luật nhân quả rồi mình không có hờn trách ai chứ. Dù chồng có đối xử tệ bạc như thế nào với mình, mình cũng không có hờn trách, vì mình hiểu cái nghiệp duyên. Thì lúc đó mới dùng cái câu gì? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Thấy chưa? Hay không? Nó học pháp là nó hay chỗ này nè. Học pháp là nó cởi mở ngay chỗ này nè. Đó tại sao mà nhiều cô về chùa mình càng ngày càng trẻ là vì sao? Vì thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Thiếu nợ chồng thì trả đi, than van làm gì? Thiếu nợ con thì trả đi, than van làm gì? Trong lòng mình cứ nặng nề ngay chỗ này nè. Ngày xưa sanh cực khổ vô cùng, khi nó mà bệnh đau một cái là cổng nó nửa đêm mà chạy, trời ơi cổng nó chạy ngang đường mương té ít. Vì mà cổng đi gặp bác sĩ, tao mà biết như vậy ngày xưa tao bỏ cho mày chết phước cho rồi đi. Mà sanh mày cực khổ nghèo nàn, vậy mà tao dám bán đồ đạc tao trị bệnh cho mày, tao lo cho mày từ miếng ăn, tao không dám ăn tao cho mày ăn. Mà bây giờ tao nói một câu mày trả treo lại một câu, tao nói một câu mày trả treo lại một câu. Tao mà biết như vậy nghe, tao để cho mày chết. Mày là cái thứ khốn nạn. Mình chữ te tua chứ có nghĩa là con nó bắt hiếu đó, mình quay là mình tức. Mình nhớ cái công sức của mình bỏ ra đối với nó quá nhiều, mà bây giờ nó đối xử với mình quá tệ. Nó quay ngược 180 độ lại, nó hận, nó ghét, tức. Thì bây giờ quý vị nghe đạo rồi thôi quý vị ơi, hiểu rồi. Tại sao bao nhiêu đứa con người ta nó không bắt hiếu với người ta mà con mình nó bắt hiếu với mình? Chồng 4-5 đứa con thì 2-3 đứa con được, 2-3 đứa con bắt hiếu. Là vì sao? 2-3 đứa con đến trả ơn thì nó được, 2-3 đứa con đến nó đòi nợ thì nó bắt hiếu. Nên trong Phật Pháp dùng hai chữ nhân quả là bao trùm rộng hết luôn. Hai chữ nhân quả là nó bao trùm rộng hết hoàn toàn. Nên con người khi học đạo rồi tâm trạng bị sẽ không bao giờ buồn giận gì hết chứ. Bây giờ đơn giản quý vị đi về chùa, quý vị tu đông đúc người vậy đó, ai cũng là Phật tử đi về chùa tu không đó. Như vậy đó mà lạ, không có quen biết gì chứ. Vậy mà có những chị, những anh tự nhiên vừa gặp mình cái mời chị uống nước rồi mình xin cái gì, nè mình nhờ cái gì, nè giúp. Vậy mà có những người tự nhiên vừa gặp mình cái là vừa gặp mình làm nè. Chị lấy giùm tôi cái chén này. Tự lấy đừng có nhờ. Hoặc là tự nhiên mình vừa đặt cái mông mình xuống, mình ngồi xuống cái chỗ ngồi, tự nhiên kêu ê, cái chỗ này có người nghe. Có người nghe chưa? Thấy cái khăn để chưa? Đi ra chỗ khác. Mình nói ủa sao người tu giờ nói chuyện vô duyên kỳ cục cái chả. Xong cái tự nhiên mình đi vòng á, mình đi vô nhà vệ sinh, mình đi cái mình vừa đang ngồi trong đó, cái nó đứng ngay cái cửa làm nè, bon. Ở ngoài nói nè, ra lẹ đi. Đi cái gì mà đi ra cây hay gì mà ở trong ngoài vậy? Mình nói trời, cái thứ gì mà nó vô duyên ở đâu mà sao mà kỳ cục vậy trời. Người ta đi vệ sinh, ta đi cầu mà hỏi đi ra cây hay gì. Con mẹ nào tao ra tao tán vô mặt chắc chết quá. Vừa mở cửa cái gặp nó trời, sao gặp bà này nữa trời. Vì thấy không, gọi là quan gia đối đầu. Cái nghiệp duyên của nhiều đời nhiều kiếp đã tạo ra cái nghịch cảnh này nè. Bây giờ đời này gặp nhau ở cõi này là quan gia đối đầu. Nó gọi là quan gia đối đầu, làm nhau đau khổ. Nó không bao giờ có một cái chuyện gì gọi là bỗng không hết chứ. Mà nó đều có gieo nhân và gặt quả. Nên cái lúc tu này á, là gặp bất cứ một sự trở ngại gì trong cuộc đời mình, mà trong lúc mình tu này nè, nó đều cởi mở cái hết.
Nó cởi mở cái hết. Nên dùng đúng một cái câu là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Mà khi vui trả nợ rồi mà nó có một cái pháp để giúp cho mình giải thoát, đó là gì? Đi đứng nằm ngồi niệm A-di-đà-phật. Đó, thấy không? Này mới vô trọng tâm nè. Cái đặc biệt là vô trọng tâm là ngay chỗ niệm A-di-đà-phật nè. Mà câu Phật hiệu này như hôm qua như Đức Hợp mấy cô nhóm ban tổ chức làm việc của chùa mình, những Đức Hợp, những Đức nói nè, cứ là Phật tử người ta về chùa đông đúc người ta tu, cứ đem cơm hộp đồ đưa cho người ta ăn, đưa đồ ăn đưa cho người ta ăn, bất cứ cái gì người ta đến mình đưa cho người ta ăn, mình cứ làm sao A-di-đà-phật, 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 hộp cơm A-di-đà-phật, hộp cơm A-di-đà-phật, chén chè A-di-đà-phật, cái miếng thanh long A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lạ lắm, cứ làm vậy đi, cứ làm đúng như vậy đi, vì sẽ thấy cái tâm quý vị, cái lúc quý vị niệm Phật nó sanh một cái pháp vị lạ lắm, lạ lắm. Còn nếu quý vị mà không niệm Phật nghe, người ta chàng vô tới, người ta lấy cơm hộp chàng vô thì tức khắc quý vị dễ sanh phiền não. Nhưng mà cái lúc mà làm việc mà trong lúc đông người thì cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có nghĩa là biết cách dụng công trong mọi lúc mọi nơi, người nào cũng vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm hoài đi rồi quý vị sẽ thấy. Ồ, chính những đức đã cảm giác được cái pháp môn tịnh độ này mà. Đúng là cái pháp đại thù thắng mà quý vị. Nên hồi nãy mà cái gia đình cái cô bán chè cô nói rằng thầy ơi, nhờ người ta tặng cho con chiếc máy V52. Như vậy mà con nghe thầy giảng mà con hết bị điên. Bà nói bà bị thần kinh, bà bị điên mà đi bao nhiêu bác sĩ, tốn bao nhiêu tiền bạc vậy mà không giải quyết được cái bệnh điên của bà. Vậy mà bà được tặng cái máy V52, bà nghe. Bà nghe xong bà chăn thật niệm Phật. Mà bây giờ chồng bà cũng bấm số niệm Phật, rồi bà cũng bấm số niệm Phật, hai đứa con đều bấm số niệm Phật hết trơn. Mà chỉ có niệm Phật thôi mà bà nói thầy ơi, thầy biết rằng bây giờ con niệm Phật thôi mà bây giờ con hết điên rồi đó thầy. Bây giờ chồng con tin Phật pháp dữ lắm. Mỗi ngày hai vợ chồng con và gia đình con đều nghe thầy giảng. Bữa nay con mua chè sôi nước lên cúng dường. Nó thầy cầm bịch chè lên thầy chứng minh giùm đi. Những đức nó để gõ cái viên trà cái chứng minh. Nên từ đâu đó không mà rõ ràng họ nói chân thật là họ bị thần kinh nhưng mà họ niệm Phật họ hết luôn đó quý vị. Mà đi bao nhiêu bác sĩ mà không giải quyết được gì, mà chỉ có niệm Phật mà giải quyết được, niệm Phật ăn chay mà giải quyết được. Quý vị biết rằng chúng ta bị bệnh hay bị đau, bị một cứ một cái gì hay bị hương linh nhập toàn là do cái nghiệp chướng. Mà cái nghiệp chướng thì chỉ có niệm Phật mới giải được cái nghiệp chướng. Rồi ăn chay phóng sanh mới giải được nghiệp chướng. Hay tất cả những người mang nghiệp phá thai ở đây mà muốn hóa giải với cái nghiệp phá thai là chỉ có niệm Phật à, chỉ có ăn chay à, chỉ có tu nhân tích đức à, rồi chỉ là cái tâm mình hoan hỷ vui vẻ khi trả nợ thôi. Chỉ có vậy là nghiệp chướng tiêu trừ liền 100%. Nên cái bài học tập của chúng ta là như thế nào là cứu giúp người một cách rốt ráo? Niệm Phật. Thấy không? Chỉ người ta niệm Phật là cách cứu độ rốt ráo nhất trong cuộc đời này. Mà tiện lợi quý vị coi. Nên tại sao mà cái thờ khóa tu của chùa mình mà những đức đưa lên cái thờ khóa tu gia đình mà khắp nơi nơi người ta tu, những đức để nhìn ra cái căn tính con người chúng ta bây giờ là gì? Cái thờ đại cơm áo gạo tiền, cái thờ đại là chạy nhảy, đúng không? Cái căn tính con người mình là thờ đại chạy nhảy. Bây giờ quý vị ngồi gì thôi là quý vị muốn nhảy là do đau chân á. Nói chuyện mà không thu hút là chịu không nổi luôn á. Mắt thì ngủ gục mà chân thì đau, lưng thì mỏi, đúng không? Bây giờ có nhiều người đau chân rồi đó. Ngồi nãy giờ chân đau đau rồi đó, nên đau chân cho thẳng chân đó. Thẳng chân xo nghe cho nó thoải mái. Chứ bây giờ mà nó đau chân quá mà bây giờ nó không dám thẳng chân ra mà nó cứ không. Thật sự mà nói cái thờ đại con người chúng ta là thờ đại. Cái thờ đại là chạy nhảy quý vị. Nên bây giờ cái phương pháp tu đưa ra cũng là phải phương pháp chạy nhảy. Quý vị coi cái thờ pháp của những đức đưa ra là địa chung phải chạy không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó chạy nhảy rõ ràng không? Nó làm cho quý vị đỡ buồn ngủ gục, thấy không? Còn cái điệu lễ Phật thì sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó làm cho quý vị hừng hực kia. Thì nó làm cho mình như vậy nhưng mình không có buồn ngủ được. Rồi mình tu được một thờ. Đó, nên cái thờ pháp như đức đưa ra đó là nó phù hợp vào con người bây giờ. Con người bây giờ phải bị kêu họ ngồi mà họ im im vậy đi. Trời ơi, bà tụng kinh đi, quý vị coi cho tụng kinh đi. Đợi có 48 lời nguyện à, tụng có 20 phút mà vậy mà mới vô tụng kinh những đức tụng mùi mùi à. Tụng chúng mấy bà đang tụng Phật A Di Đà Thân Kim Sa. Có nhiều cô ngủ gục làm nè. Cái chút có làm nè.
nó bẻ nó bẻ lui ra, bởi vì cái điều đi chung, quý vị thấy không? A Di Đà Phật, 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 làm cho mình hút 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 lên vậy đó, không có ngủ được. Còn điều lễ Phật sao ngủ? Vậy mà có bà lễ Phật ngủ đó nghe. Lễ Phật mà ngủ luôn á. À, có nhiều bà mà lễ Phật mà chắp tay gì nè, khi mà quỳ xuống keng, nằm xuống cái im gu mấy lại luôn. Cái bà kế bên khiều cái gì hả? Quý vị coi con người chúng ta bây giờ nó dễ ngủ đến mức như vậy đó quý vị. Bây giờ mà kêu trì chú, kêu tụng kinh đi, tiêu hết trơn là thua. Vô trì chú tụng kinh một cái là ngủ gục sạch nhất hết trơn. Thờ khóa bây giờ là phải gọn, phải nhẹ, dễ tu thì người ta tu hết một thờ. Nên thờ khóa nhà Đức đưa cho quý vị, thờ khóa gia đình đó thấy không, tu chỉ có 1 tiếng đồng hồ nên ai cũng tu được. Bây giờ thờ khóa này nó phổ biến khắp nơi nơi. Những Đức nói ở nhà cố gắng giữ 2 thờ, đi đâu cũng cầm cái máy bấm số niệm Phật, nghe không? Máy nhỏ nhỏ gì chứ nó không đơn giản đâu, nhỏ mà có vỏ, hiểu không? Như xíu à. Thờ cuộc này á, là thờ cuộc bấm điện thoại, đúng không? Thì thấy đi đâu cũng có nhiều bà già si cầu que, già khằng cú đế vậy đó, dài mà cầm điện thoại làm nè, bấm chọc 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 nó công nhận bà già hay thì già mà bấm ghê chọc. Bà biết lên mạng không? Biết lên mạng. Biết hết trơn luôn. Nhưng Đức nói bà còn giỏi hơn Nhân Đức nữa. Nhân Đức còn không biết lên mạng thì sao, không biết xài điện thoại luôn á. Cảm ứng bấm đi nè. Mà có nhiều người bây giờ trẻ tuổi là họ cầm điện thoại bấm suốt quý vị ơi. Bấm cả ngày bấm điện thoại vậy đó. Nên bây giờ Nhân Đức xuất hiện cái máy bấm số này nè. Cái máy bấm số này là gọi là gì? Là quá giải cái nghiệp bấm điện thoại nè. Họ bấm có lợi ích. Cầm máy nhỏ xíu thì thôi, đi đâu cũng cầm theo. Cứ như sao? Ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm. Rồi cứ vậy thôi, ngày làm được 10 mấy ngàn, 10 ngàn, 5 ngàn. Vậy đó mà lợi ích cực kỳ lớn luôn. Vậy mà niệm viết rồi như cái cô bịch tâm thần của nó. Thầy coi nè thầy, chỉ có cái máy bấm số này mà hết tâm thần thì ô. Thầy ô, chỉ có máy bấm số này mà hết bịch tâm thần thì ô. Và nói ô, dễ thương ghê ha. Máy bấm số được hết tâm thần á. Ừ, chỉ máy bấm số mà hết tâm thần á thầy. Ô, thầy không tin hỏi chồng con đi, chồng con làm chứng cho con á thầy. Ô, thầy ô. Ồ, chỉ có máy bấm số thì bà nó hết tâm thần. Nhân Đức nói bây giờ á, Nhân Đức tặng cho cô 4 cái máy bấm số cho 4 gia đình của cô. Bà nói trời ơi quý quá, thầy tặng máy bấm số còn quý hơn tặng vàng nữa thầy. Ô, chỉ có máy bấm số thôi quý vị coi á, bấm số niệm Phật thôi. Ai chứ đạo Phật bấm, ai chứ đạo Phật là bấm. Đơn giản như vậy đó. Bây giờ mỗi một con người chưa có máy bấm số phải không? Chút đi qua bên kia kìa. Đây nè, đi vòng qua bên kia có cái chỗ phòng máy đó. Nó vô, cô đưa tôi cái máy bấm số. À, rồi đưa cho mình cái máy bấm số rồi cứ là cầm. Cầm bắt đầu là rô đai từ bữa nay ở đây. Rô đai cho 3 ngày về nhà cứ cái đà này mà bấm. Thấy không? Rô đai từ ở đây. À, cho ngon lành về nhà tiếp tục bấm luôn. Ở đây nó rảnh thời gian, thấy không? Nên về hôm mấy buổi trước là Nhân Đức giảng, mấy buổi trên mạng là Nhân Đức nói là tất cả những vị trưởng đoàn là đi là báo tin cho tất cả những người đi chung là đừng cầm điện thoại bự theo nghe. Đừng cầm điện thoại bự theo. Cái chỗ đông đúc á, cầm điện thoại bự rồi đem đi sạc rồi tùm lum tùm la có chừng lộn lạo đó nghe quý vị. Ừ. Rồi dép đi vô chùa cái là bỏ vô bọc rồi bỏ vô cái giỏ cắt đi. Mang đôi dép của chùa đi, rồi là sao? Nó bảo quản tài sản cho nhân dân. Thấy chưa? Vô chùa mình là bảo quản tài sản cho nhân dân dữ lắm chứ không có giỡn đâu. Nên báo tin rõ ràng cho quý vị biết rằng mấy buổi trước như Đức Hợp kìa, như Đức Hợp mấy anh em, như Đức cử ra 10 chú trẻ à, mỗi giờ quý vị mà đi lấy cơm hộp á là 10 ông này ông bắt cái bàn, bắt cái bàn cao cao giống gì nè quý vị, ông leo lên ông đứng, 2 ông đau lưng với nhau ông nhìn gì biết không, canh ăn trộm giùm cho quý vị á. Kiểu mà đông người á lỡ cái chỗ lấy cơm hộp á chen quý vị thì nhớ nha, cái lúc phóng sanh và cái lúc mà lấy cơm hộp mà có thấy vị thấy ai mà chen á nghe, chen là quý vị gờ vô cái túi vịn lên liền. Túi vịn lên liền đó, không nguy hiểm lắm, thằng này chen giúp cho tôi nghi không còn cắt quá. Nó chen nó làm cho mình mất thăng bằng phải không, chen nó làm cho mình mất thăng bằng điện thoại rồi tiền bóng túi á, chen mình nghĩ Phật tử chen.
Rồi mình cũng lo trên giống như cái bà kia mới nói chầu ô thầy ô bị hổm á, con lợi chùa thầy á, ngay cái bữa lễ bóng sanh á, ngày lễ đông vô cùng thầy, con thấy chim thả thì bay con phái, con vỗ tay quá trời luôn thầy, kêu hoan hỷ lên, niệm Phật vỗ tay la lớn lên, con đứng con vỗ tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con niệm quá trời niệm luôn, một chút con niệm xong con gờ xuống cái túi không còn các bạn đâu. Trời ơi, phải lo phải vỗ tay phải niệm Phật, ở dưới nó khứa cái túi của bạn đâu có hay đâu, phải lo phải mê phải niệm Phật mà. Chim bay đẹp quá, chim bay đẹp quá, chú có nói trời ơi túi tiền mất tiêu hơn. Nên từ nơi đó mới bị về chùa mà đông đúc. Chùa cũng là chùa ở thế gian, có những người vô tu mà có những người ta cũng bận đồ lam, ngồi gần gần mình mà cũng không đơn giản á. Cái gì, ví dụ như bây giờ ngồi gần gần mình thì vô cái chỗ ngủ đi, mình thì mình nhắm mắt mình ngủ, mình mở mắt ra mình thấy cái thằng kia nó mở, cái thằng con nào nó mở con mắt châu cháo nó làm nè. Mình nghi nghi cái này. Cái thằng này ngủ rồi đó, mắt giáo giác không biết được nữa cái gì. Cái cõi nó kỳ cục lắm. Nên đi cái chỗ đông người á, điện thoại bự để nhà, mấy ngày đi đừng cầm điện thoại làm chi. Còn tiền đi vô chùa cái là bỏ thùng tam bảo phước cho rồi đi, để không túi làm chi cho nó mệt. Đúng không quý vị? Tiền nào mà cúng dường đó, mình vừa đi vô chùa cái đừng có đỡ gặp thầy gặp bà gì hết trơn á, chúng ta bỏ đại vô thùng tam bảo đi. Chúng vô tôi vô như lễ Phật ba lại Phật ơi. Con đi đến chùa ở nhà là con muốn mấy ngày nay để dành được số tiền nho nhỏ thôi, con cúng dường tam bảo bỏ vô đại đi, nghe lời thầy Đức chỉ dạy chứ không có dám để trong túi. Đi lăng xăng đây rồi gớt mắt tiêu, thôi thấy giờ con bỏ thùng tam bảo vèo vô thùng tam bảo trong túi không còn cách nào chứ. Thấy không, chừa mấy chục ngàn hay mấy trăm ngàn gì đi xe về thôi. Thấy không, là gọn hơn rồi. Rồi không có cầm điện thoại gì bự đi theo chứ không có vàng bạc dây chuyền đồ để nhà hết. Lỡ chỗ đông người đeo dây chuyền chi. Nó giống như có hai vợ chồng cái ông đi đến chùa mình đi ngày chủ nhật á, cộng tu á, hai vợ chồng đi xe Honda quải thêm cái vỏ phía sau. Tự nhiên hai vợ chồng vèo đi về, vừa chạy ra ngoài được. Rồi xong á, thằng kia nó chạy xì bo nghe, tịnh 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 tịnh. Ông nói không biết thằng nào chạy sau lưng mình nó bịnh 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 quậy chào. Xong nó vừa canh lại chỗ vắng cái này giật cái vỏ vèo. Ông nói mày muốn lấy thì tao đưa chứ, làm gì mà làm chứ ghê, có gì đâu con cái áo chàng đó. Ông nói mày giật đồ chiếc này chứ tao nghĩ chắc mày khạo đầu đi tu á. Giật cái gì không giật mà giật ngay cái áo chàng. Trong đó có cái áo chàng với hai cọng chuỗi. Được rồi, tặng cho mày cái áo chàng. Hai thằng chia nhau mà bận đi đến chùa hộ pháp tu. Rồi thằng cọng chuỗi đeo đi tu phước đi rồi đi con. Phật tử nhiều người ta hiểu, đi về chùa người ta đâu có để tiền túi gì đâu. Tiền xe về đây thôi là xong. Ai cúng dường là bỏ thùng tam bảo liền, quý vị thấy không? Đây là những cái điều như Đức nhắc cho quý vị nghe và cho khắp nơi nơi nghe luôn đó. Tại vì cái chỗ đông người ở thế gian này nó không có đơn giản. Còn có cái bà kia mà đang phóng sanh cái ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm á, đứng y mới cầm điện thoại cảm ứng vậy mà rằng ô đẹp ghê ha. Đẹp công nhận luôn á. Quay bắt gấm nghía cảnh đang phóng sanh rồi quay rồi ha. Ô công nhận với thầy lại đẹp thiệt ha. Cái ở dưới nó ngồi dưới á. Nó ngồi dưới và đang đưa điện thoại nè. Ngồi dưới đông chen chút mà đâu chạy đâu đứng như thinh chỗ đâu chạy đâu. Vậy mà nó ngồi dưới đưa tay lên. Bà đời nói đẹp quá. Đẹp quá. Nó thò tay lên nó lụm điện thoại của nó. Ủa nó tiêu điện thoại trời. Nó mất tiêu à. Vậy mà mất tiêu điện thoại. Trắng trợn không? Kinh khủng dữ vậy. Đó này cái chỗ đông người như Đức nhắc kỹ cho vị nghe hết trơn rồi đó. Nên cái cõi này, cái cõi mà nó ghê lắm. Trời ơi, con người người ta hiểu nhân quả thì cái gì cũng không dám làm tội lỗi. Nhưng con người ta không hiểu nhân quả thì cái gì mà người ta kiếm được là người ta kiếm à. Nó tội nghiệp cho người ta. Nhưng mà trong nhiều đời, nhiều kiếp mình cũng đã từng đối xử với người ta vậy đó. Người ta đi về chùa mình chơi vậy đó. Nếu còn trong lục đạo luân hồi này thì cái nghiệp chướng gì ở trong cõi này nó cũng quay lại và gặp nhau chứ. Không có bao giờ cái chuyện gì mà bỗng không. Nói gì rồi là thông tâm liền à. À, thông tâm hết trơn liền. Nếu dụ như bao nhiêu con người đi đến chỗ đông người mà mất tiền bạc, mất điện thoại đi, nói hồi nghe thầy giảng hiểu rồi, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, chắc đời nào chắc cũng lấy điện thoại nhỏ, bây giờ nó lấy điện thoại bự. Ôi trả lời quý vị ơi, ví dụ như đời nào mình lấy điện thoại 6 năm 30 thí dụ đi, thôi nhỏ 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 như bèo bèo đúng không,
Vậy mà trải qua bao nhiêu đời kiếp gặp nhau, bây giờ lấy điện thoại cảm ứng xịn, nó lấy lờ biết không. Rồi đời kiếp nào mình lấy của người ta chỉ có thí dụ như 10 triệu, vậy mà đời này người ta lấy mình 50 triệu á, nó lấy lờ dữ lắm chứ không dẫn đâu. Nên từ nó đã hiểu định lực nhân quả rồi, một cắt bạc của người khác mình cũng không dám lấy nữa. Tại vì sao? Vì thiếu nợ là phải trả. Nên trong kinh giáo Đức Phật nói thì sao? Muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này mà. Đó. Từ nơi đó mỗi một con người chúng ta thiếu nợ là nhất định phải trả. Thiếu nợ tiền thì trả tiền, thiếu nợ tình thì trả tình, thiếu nợ mạng thì trả mạng. Quý vị coi ở cái cõi này có ai thiếu nợ tình trả tình không? Mà không phải trả một mối tình, mà có những người trả nhiều mối tình. Trời, có những người phụ nữ đến cái cuộc đời này đâu phải trả một người đàn ông đâu. Nó lấy một cái thằng chồng, đã trả một thằng chồng rồi, cái tự nhiên nói thôi tao chán đàn ông tới cần cổ rồi, đừng có ai đến ghẹo tôi nữa nha. Vậy đó mà thời gian cái tự nhiên có cái thằng đến khỏi mỏ, nàng ơi nàng, mà thôi em chán lắm rồi, em chán lắm rồi, để cho em yên. Nói thằng kia khác, anh khác. Thằng kia không biết thương hoa tiếc ngọc, còn anh biết thương ngọc tiếc hoa. Em nhìn mặt anh đi, mặt của anh khác mặt chồng em. Anh nhiệt tình lắm. Trời ơi, thời gian cái tiếp tục cái là thấy này cũng được nha, đàng hoàng, dễ thương, nói chuyện thiệt thà. Thôi kệ, có một mình nuôi con cũng khổ quá, nó có thêm người nuôi nó cũng đỡ. Thôi kệ đi, cũng hữu hỷ. Thôi kệ, chịu đại đi. Cái bắt đầu mới về ha, nó quét nhà, nó nấu cơm, nó làm này làm nọ quá trời luôn. Thời gian bắt đầu nó nằm nó kêu pha ly cà phê coi. Pha ly cà phê cho tao uống coi. Này, mua thuốc cho tao hút coi. Bắt đầu nó tiếp tục hầu hạ nó nữa. Bắt đầu là thời gian bắt đầu nó bụp, nó chửi nữa, nó quýnh nữa. Cái nó trời ơi, gặp thằng trước mà thằng này còn dữ hơn thằng trước nữa. Thằng trước chỉ có quýnh bài thôi mà thằng này nó vừa quýnh bài mà nó vừa đá gà nữa. Trời ơi trời, thôi đời tôi sao thúi hẻo quá. Thôi tao vĩnh biệt đàn ông kể từ đây, thôi để cho tao yên. Vậy mà tiếp tục tới thằng thứ ba. Thằng thứ ba đến, trời ơi nó thương yêu mà quan gia, mà nó quan gia nó không có đơn giản. Quan gia nó không phải đơn giản mà tự nhiên nó lại nó gặp mình mà nó ghi hai chữ quan gia trên trán đâu. Có thằng quan gia nào mà nó ghi hai chữ quan gia trên trán nó đến nó gặp mình không? Nó đến nó gõ cửa trái tim mình mà có bao giờ mà nó ghi hai chữ quan gia trên trán đâu. Nó ghi hai cái chữ là chân thật. Trên trán nó vừa đến nó chân thật. Trời ơi, nó vừa gặp tới thằng thứ ba này, thôi đi, mày đi chỗ khác giùm tao đi. Nó nói bây giờ nào có chữ tôi cỡ nào tôi cũng thương nàng. Trời ơi, nó chờ mưa gió bão bùng rồi nó lạng chờ mưa gió nó mua bánh bao đồ đem đến cho ăn, nó mua đồ ăn rồi nó đến cho ăn. Thời gian nó tiếp tục thương nữa, vậy mà khổ thêm cái thằng thứ ba nữa. Có những người mà chịu khổ mấy đời đàn ông, mà có những người đàn ông mà chịu khổ mấy đời người đàn bà, ghê chưa. Nên cái cõi này gọi là cái gì? Quan gia đối đầu, hiểu không? Vậy thì bây giờ muốn hóa giải cái nghiệp quan gia thì phải làm sao? Thì phải mộng của cái tâm giải thoát, phải nuôi cái mộng Di Đà. Nói cái câu này tự la là thấy chưa, câu nhắn mạnh mà, thấy không? Phải nuôi cái mộng Di Đà thì đời này chúng ta mới giải thoát. Cổ đang đau đó nghe, cổ này mà không đau la là chưa mà biết. Hồi chúng sanh người ta mê lắm, quý vị biết rằng vừa nói nuôi cái mộng Di Đà, cái bà kia mới làm được. Bà đặt ngáp á, bà vừa đã ngáp mà nó nuôi cái mộng Di Đà, bắt đầu bây giờ mình nói chuyện lâu lâu mình la vài tiếng vậy chứ. Nhiều bà mới nói công nhận thầy hay thiệt, con vừa mới hiu thầy biết không, con vừa mà lúc nào mà thầy giảng nhẹ nhẹ là con làm vậy nè, cái thấy thầy la lên các làm cái gì vậy. Cái tỉnh queo lại à, bởi vì cái cách giảng pháp mà lâu lâu la tiếng nó cũng hay lắm đó quý vị, nó giúp cho người ta tỉnh ngủ.
giống như có cái ông kia, ông nói chào thầy, ô con kể cho thầy nghe, thầy đừng có kể cho ai nghe thầy, mắc cỡ muốn chết luôn. Cái bữa đó đâu 12 giờ khuya mà nhà con lúc nào cũng vậy, chứ cứ để cái máy nghe pháp của thầy ngay cái phòng mà thầy cứ giảng suốt, vợ chồng con ngủ thầy cứ giảng hoài vậy đó. Cái bữa đó tự nhiên 12 giờ khuya con thức dậy, con đi tiểu, con đi vô nhà xin, con đang tiểu, tự nhiên con đang tiểu, thầy hét một cái con tiểu vô quần ướt nhẹp quần hết trơn. Chậu ông thầy ông giảng gì đâu, ông la hết rồi. Bây giờ những đức ít đó nghe quý vị, ít la đó, chứ ngày xưa những đức giảng những đức la ầm vậy đó. Bây giờ là nó cũng già, nó yếu sức rồi bớt rồi đó. Nó ít hơn rồi đó quý vị, chứ ngày xưa chỗ nó la dữ lắm. Cái tiếng những đức nó mạnh lắm. Nó bị hởm thì ho nghe. Nó bị hởm giờ cỡ gỗ ngứa ngứa nghe. Chứ tao chiều nay mà lại xong 500 danh hiệu quý vị coi, ngày mai nó la cho quý vị thấy. Làm như nó thông hơ thì sao nghe. Tối đêm nay mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Ủa tới cái câu mà tới Hải Triều Âm là ghê lắm nghe. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Ủa nó lúc đó nó thông nghe quý vị. Tới tiếp tục nghe. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Âm. Làm cho hứng hứng người ta lên rồi phía sau nghe. Mấy bà phía sau nghe. Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm cái kiểu đó mà người ta cũng thấy vui nữa quý vị. Cái kiểu mà niệm mà Quán Thế Âm Bồ Tát. Ủa thấy vui nghe. Còn nhiều bà cái kế Nhân Đức mà bà nào mà niệm mà cái kiểu này là có chuẩn bị Nhân Đức chụp hình đó. Tôi báo cho biết, báo tin cho biết là ngồi gần tôi mà niệm cái kiểu này là bị chụp hình gán chịu. Niệm mà cái kiểu như cái lần trước có cái bà kia, bà ngồi gần mình niệm muốn chết luôn mà bà ngồi gần mình, bà cứ làm nè, mình nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi, bà này gì đâu có chơi kỳ cục ghê luôn đó. Người ta niệm muốn chết luôn mà bà cứ Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi bà trong bụng mình nói bà chủ hồ giặt qua đi giùm tôi đi. Bà lão mình có mất hứng rồi, mình niệm kinh khủng luôn. Bà bắt ghế bên vẫn đưa ngay lỗ tai mình Quan Thế Âm Bồ Tát. Làm kiếp này mình không còn hứng nữa. Bởi vì tại sao như Đức lựa mấy cái người mà niệm dữ bên cạnh như Đức, nó làm cho mình hứng lên quý vị. Hứng lên. Còn cái bà tự nhiên bà ngồi kế bên mình niệm chết luôn, bà ngồi cái Quan Thế Âm Bồ Tát. Bà tét một chút chứ tôi. Ôi tôi cầm video thì tôi gõ vào quá. Niệm muốn chết luôn mà bà cứ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thôi được rồi, bà mệt lắm rồi đó. Thấy không? Nên từ nơi đó nó phải làm hứng lên. Như bữa đó những Đức hướng dẫn trên mạng, khi mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát á nghe quý vị, nhớ nghe cảm giác nghe. Quan Thế Âm Bồ Tát. Ủa nó làm cho giống như trời, một mình là một người con mà mình xa quê mà mình muốn gặp để cha mẹ mình muốn gặp người thương yêu của mình mà trong lòng. Trời ơi nó cảm giác mà Quan Thế Âm Bồ Tát. Họ ngứa cổ. Thấy không? Nên niệm làm sao mà Quan Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi bà nào mà cũng, ông nào bà nào mà cũng như vậy hết trơn. Chứ có hội chúng mình kinh khủng lắm. Lúc mà lễ không có chấp cái chuyện chấp tay chấp gì chứ. Chấp mà niệm không nổi cũng bằng không mà. Còn kiểu chấp mà quẹo xuống gì thì rớt đài cũng mất công đi. Nên làm sao cái lúc mà nó mệt nhất, cái lúc mà nó đang đuối quý vị làm nè. Quan Thế Âm Bồ Tát. Nó làm cho mình hừng hực cái tâm lên quý vị. Nhớ nghe những điều như Đức hướng dẫn đó, quý vị cứ làm đi thì quý vị sẽ lễ 1500 danh hiệu ngon lành liền. Đó nên cái buổi như Đức nói chuyện gần tiếng đồng hồ á, vừa nghe được những cái đạo lý mà tu mà cũng vừa vui rồi có định lực nhân quả nữa. Mà cái quan trọng nhất là mỗi một người chúng ta nên siêng năng niệm Phật. Câu Phật hiệu này chân thật niệm đi. Chính những Đức đã gặp được pháp môn tịnh độ này 13 năm nay, một phương pháp tu không thay đổi gọi là nhất môn thâm nhập, quân tu lâu dài. Những Đức thấy lợi ích cực kỳ lớn. Một con người không hiểu gì ngoài đời gì Phật Pháp, một con người hư hỏng, một con người là giống như là cái thải xã hội không ra gì nè, vậy mà gặp được pháp môn niệm Phật mà chân thật niệm Phật, vậy mà bây giờ mà còn nuôi hơn 700 người nè quý vị. Thì quý vị biết cái pháp môn tịnh độ này nó thù thắng cỡ nào chưa. Nên ngày nào những Đức cũng tán thán tịnh độ là vì sao? Vì chính những Đức đã cảm giác được câu Phật hiệu này tuyệt lắm. Nó là cả đời niệm Phật. Nếu bỏ niệm Phật là bỏ tu luôn, không có nói tu pháp nào nữa chứ.
câu Phật hiệu này tuyệt lắm. Mà bây giờ quý vị nghĩ đi, lo cho hơn 700 người mà còn cùng chung tay với Hòa Thượng xây dựng hai bên chùa luôn. Quý vị coi một con người không ra gì ngoài đời, không làm ra tiền bạc gì, làm bao nhiêu không đủ xài, tới Tết về ăn Tết một cái là xong, qua Tết mọi người đùi lên thành phố. Quý vị biết cỡ nào rồi đó. Lúc đi về là trộn mang kiến đen đồ, bằng đồ bộ áo thùng đi, giống như chủ chủ đi vậy đó. Vậy mà chỉ có 4 ngày sau thôi, đi lên lại là chỉ có còn có áo thun với cái quần đùi, đội thêm cái nón bo gách nát, đi mắt kiến mắt gì mắt sạch, dài cũng mắt luôn. Quý vị biết là cỡ nào chưa? Thôi ơi, cái kiểu mà về nhậu mà cái đâu dài cầm luôn, đồng hồ cầm luôn, mua đồng hồ nhái 250 gì cầm 50 chơi luôn, nó điện thoại cầm luôn, lên thành phố chỉ còn có quần đùi với cái áo thun rồi. Nhiều người mà hồi xưa nhà Đức mà lên thành phố cái mấy bạn nó ủa cái hổm đi về ngon lắm mà bữa nay sao bèo dưới chợ, nó ừ tao năm nào cũng vậy, đâu phải mới năm nay đâu, vậy mà 11 năm đi lên thành phố làm là như vậy đó, cốc khỉ quần cốc khỉ vậy đó, mà đi tu niệm một câu Phật hiệu thôi, vậy mà bây giờ nói chuyện cho người ta nghe rồi nuôi 700 người. Vì thấy cái việc hy hữu chưa? Pháp môn Tịnh Độ này tuyệt vời, nên tất cả những người mà nghe pháp môn Tịnh Độ, những người mà biết niệm Phật là những người đang có cơ hội trong cuộc đời này chúng ta thăng hoa. Thăng hoa đi đâu? Thăng hoa trong cuộc đời này đang sống và thăng hoa tới thế giới cực lạc luôn. Đây mới là tuyệt vời của cái thăng hoa. Quý vị coi rõ ràng nè. Một con người không ai biết tới mà bây giờ khắp nơi biết tới, chỉ có niệm câu Phật hiệu thôi. Nên hàng cư sĩ khắp nơi, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, rồi mấy bà khổ đau, mấy ông khổ đau gì, ai cũng vậy, chỉ cần nghe câu Phật hiệu này chân thật mà niệm đi, thù thắng lắm, thấy không? Đó rồi một số vị mà ở xa rồi đó, sẵn dịp mình đi đến đây nè. Bây giờ chùa chúng ta những Đức cũng đặt tượng Phật nhiều lắm á. Thì biết rằng tượng Phật này đặt từ trên thành phố không có dẫn đâu, mà làm nguyên khoảng thời gian dài mới có nguyên một cái đống tượng Phật mà làm bên kia. Mà tượng Phật là có Tam Thánh luôn nghe. Đợt này ai thỉnh Tam Thánh thỉnh trước luôn nè, thỉnh luôn nè, Tam Thánh nè. Rồi nhà ai mà có tượng Quan Âm Thế Chí thì thỉnh Di Đà, nhà ai có Di Đà Thế Chí thì thỉnh Quan Âm, làm sao cho đủ bộ á. Thì chiến này nè, thỉnh luôn, thấy không? Thỉnh luôn. Bắt đầu là xong rồi, bắt đầu là mấy chú hỏi cái ai thỉnh tượng đó, thấy không? Thỉnh tượng phát phiếu. Phát phiếu một chút á, quý vị á, nếu mà đi xe đó nghe không, ăn cơm xong qua bên kia nhận luôn đi, để xe luôn, để chi đâu vào đó hết đi. Chứ chiều ngày mai rồi nó đông đúc vô cùng, rồi một số người ở xa đến mà đoạn mà ở miền ngoài rồi vô sẵn dịp thỉnh đi quý vị. Những Đức nói trong gia đình phải có một bộ tượng Phật thờ, dù cho thờ cuộc dịch bệnh không đi đâu được, nhưng ở trong nhà vẫn có bàn thờ Tam Bảo. Để đây là cái mặt tâm linh mà mình nương tựa nghe quý vị. Nhớ nghe, có khi đi đến chùa được bây giờ đi, nhưng mà có quý vị thấy có thời gian đi không được không? Nên chúng ta ở trong nhà mình phải có một ngôi Tam Bảo. Mà ngôi Tam Bảo thờ trong nhà đó là lợi cho mình và lợi cho con cháu từng đời gia đình mình. Và dòng họ của mình lâu lâu đi đến nhà mình là được kết cái duyên là thấy ngôi Tam Bảo trong gia đình của mình. Và khi trong gia đình mà thờ Phật rồi, con người mình tính tình gì nó cũng đỡ bớt lại. Tại vì sao? Vì đang thờ Phật Bồ Tát trong nhà mà, hiểu không? Nó nên trẻ đồ cũng đều thờ Phật được hết trơn á. Đó thì giờ có tượng Phật sẵn hết á, thì sẽ cho vị thỉnh. Trong kinh giáo Phật nói niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Bây giờ bao nhiêu người ngồi ở đây, chúng ta đã từng nhiều đời nhiều kiếp tạo bao nhiêu nghiệp. Và trong đời này nè, trong đời này của chúng ta là tạo bao nhiêu nghiệp rồi nè. Bây giờ nhiều cô ở đây, mấy cô tự xem lại mình đã từng bỏ thai nhi nè, từng phá thai nè, từng nói lời giả dối với chồng, với con, với cha mẹ nè, đủ cách để mà cuộc đời này kiếm cơm ăn áo bằng mà tạo nghiệp trong cái cuộc đời này. Bây giờ những Đức chỉ cần nêu như vậy thôi, quý vị tự mà xem lại cái lương tâm của mình đã từng tạo nghiệp sao, rồi cuộc đời mình từng có chồng có vợ, mình đã từng tạo nghiệp làm sao được trong cuộc đời của mình mấy chục năm. Nên từ nơi đó bây giờ mình có cơ hội này nè để mà tu, để chuyển nghiệp nè. Cái chuyển nghiệp là gì? Cái chuyển nghiệp là cái tâm trạng quý vị nặng nề, buồn phiền, khổ đau. Khi biết Phật Pháp rồi nghĩ tới cái chuyện phá thai là mình nặng nề trong tâm. Nhưng mà bây giờ mình lại gầy dựng ngay câu Phật hiệu mà mình siêng năng niệm Phật. Mà bây giờ mình thường nhớ Phật mà tâm trạng mình nhẹ nhàng. Đây gọi là nhớ Phật chuyển nghiệp. Đó, nhớ Phật chuyển nghiệp là như vậy đó.
Rồi tự nhiên con người của mình lúc trước mình ưa có một cái tâm trạng rằng là mình thấy mình xấu hổ, mình thấy mình thua xúc người ta, mình thấy mình xấu lùng lé hô, mình thấy mình nó nghèo nàn thiếu học, mình thấy mình mặc cảm với đời. Có nhiều thứ mình mặc cảm với đời này lắm. Vậy mà từ khi mình nghe được pháp môn Tịnh Độ, mình muốn sanh Cực Lạc, tự nhiên con người mình nó buông hết tất cả những cái mặc cảm kia. Mà mình thường nhớ ai với Đạo Phật, ai xem thường mình cứ mặc kệ người ta, mình cứ sống những ngày bình thường tốt đẹp, mình cứ sống cho thật là đặc biệt tốt đẹp, niệm ai với Đạo Phật cầu sanh Cực Lạc. Đây cũng là một phương pháp gọi là chuyển nghiệp rồi nè. Chuyển nghiệp nó mới có được cái tâm đó. Còn một con người mang tâm trạng nặng nề buồn phiền rầu rĩ là con người này đang nghiệp nặng. Nên có nhiều con người chúng ta đặt vai trò về cái nghiệp, người ta nói cái nghiệp của tôi nặng lắm. Hỏi cái nghiệp sao mà nặng? Cái nghiệp của tôi nặng lắm chị ơi. Hỏi nghiệp chị sao nặng? Tôi cũng không biết nữa mà tôi biết cái nghiệp tôi nặng lắm. Cái này là cái bệnh khổ nè. Không biết cái nghiệp là ở đâu mà tự nhiên nói cái nghiệp tôi nặng. Như vậy thì vạch ra cái nghiệp của mỗi người chúng ta nè. Cái nghiệp chúng ta là thường sân hận, đi đâu cũng không vừa lòng không vừa ý là nghiệp. Cái nghiệp của chúng ta là buồn giận người ta để trong tâm là nghiệp. Cái nghiệp của chúng ta là ai khen mình thì mình phái, mà ai chê mình thì mình buồn là nghiệp. Hiểu không? Cái nghiệp của chúng ta là thấy người đẹp là mình mê mình nhìn, mà thấy người xấu là mình muốn tránh xa, đó là nghiệp. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà thuận lòng mình là mình thích à, còn nghịch lòng mình là mình bực bội à, đây là nghiệp hoàn toàn. Cái nghiệp là cái thấy rõ ràng mà mọi người chúng ta đều nhìn ra được cái tâm tính con người mình, cái điều đó không phải. Còn cái gì phải thì mình làm, cái gì không phải thì mình lỗi ra. Đó gọi là chuyển nghiệp. Chứ không phải rằng là chúng ta nói rằng chị ơi nghiệp tôi nặng lắm, anh ơi nghiệp tôi nặng lắm. Hỏi nghiệp là cái gì? Không biết. Không biết cái nghiệp là cái gì hết trơn á. Rồi đi đâu cả cuộc đời con người mình á, là vì gia đình mà đi đâu cũng vơ vét, đi đâu cũng muốn gom góp gì. Rồi giàu sang á, thì đi đâu cũng than thở sợ nó mượn tiền. Có mà, có nhiều người tuy cũng giàu lắm nhưng mà đi đến nhà anh thì than nhà anh, đi đến nhà em thì than nhà em, đi đến nhà cháu thì than nhà cháu. Gặp người ta đi đến nhà cái là tự nhiên vừa bước vô cái vợ chồng diễn Iran một bài luôn. Ông than bà thở. Nó, đây là nghiệp nè, nghiệp là như vậy đó. Đó. Nên tất cả những cái gì mà trong lòng chúng ta không vui, không vừa bụng với cuộc đời này, đó là toàn là nghiệp hết. Đây toàn là nghiệp hết. Mà dùng câu Phật hiệu này để nhớ câu Phật hiệu này, và mình có một hướng đi về thế giới Cực Lạc gọi là chuyển nghiệp. Mình có một lối thoát là chuyển nghiệp. Mình nghĩ rằng cuộc đời mình bây giờ biết niệm Phật, biết tu rồi, tương lai cuộc đời mình được Phật A Di Đà rước về Cực Lạc, mình đã có phương hướng đi rồi. Đây gọi là chuyển nghiệp rồi, chuyển cái nghiệp mà nặng nề đó rồi. Từ khi mà biết niệm Phật mà tâm trạng vui vẻ hoan hỷ là chuyển nghiệp. Nên quý vị đừng bao giờ nghĩ những cái nghiệp mù mờ mà chúng ta không biết. Nhớ nghe, Phật nói rằng nếu cái nghiệp chúng sanh tạo mà có hình tướng thì tặng hư không khắp pháp giới thì cũng không có chỗ chứa. Vậy thì tất cả những cái tạo của nhiều đời nhiều kiếp nó không có một cái tướng nghiệp, mà nó do cái tâm chấp mà thành ra cái chiêu cảm. Nhớ nghe, cái tâm chấp mà thành ra chiêu cảm, từ cái tâm nghĩ đến cái nghiệp, từ cái thân cảm với cái nghiệp, mà cái thân này cũng là giả tạm. Một ngày nào cái thân này giả cũng bỏ đi thì cái nghiệp đậu ở đâu? Cái nghiệp này nó đậu vào tâm thức khi còn ở trong lục đạo luân hồi, mà gặp nhau giữa nhân duyên thuận và nghịch ở trong cõi đời này. Đó là nghiệp chú vào cái chỗ tâm thức khi con người ở trong cõi lục đạo luân hồi bị mê mờ mà gặp nhau để gọi là tạo thù kết oán, gọi là nghiệp chiêu cảm, từ thương yêu và dính mắc là nghiệp chiêu cảm. Nên dùng cái tâm thức này để nhớ Phật, niệm Phật, để chúng ta trụ vào cái cảnh giới Cực Lạc. Mà người ở thế giới Cực Lạc thì không có sự hơn thua đấu đá tranh giành, và không có tham sân si ở thế giới Cực Lạc. Từ nó không có tham sân si ở thế giới Cực Lạc, nên cái nghiệp của chúng ta tạo nhiều đời nhiều kiếp nó không có cái nhân để phát triển cái nghiệp. Nên người về thế giới Cực Lạc là tức khắc nghiệp chướng hoàn toàn tiêu trừ. Nghiệp chướng hoàn toàn tiêu trừ. Còn ở cõi này là do gì có nhân của nghiệp, chứ thật sự thì nó không có cái gọi là cái thể tướng của nghiệp. Tại vì cái thân này mất đi, thể tướng đậu ở đâu đó. Nên nguyên lý là như vậy. Nên đừng bao giờ đặt vấn đề tôi là nghiệp lực nặng nề, tôi xấu xa, tôi làm nhiều điều tội lỗi, tôi là một người đàn bà tạo nhiều nghiệp chướng, tôi đã từng lấy chồng người ta, tôi từng thủ đoạn đủ cách, tôi phá thai nhiều lần, tôi là người đàn ông đã hại đời bao nhiêu người phụ nữ, làm chuyện bậy bạ tồi bãi vô cùng, lừa gạt người ta, làm đủ thứ chuyện tội lỗi. Con người như tôi làm sao Phật A Di Đà là bậc chí tôn vô thượng đó mà đi lên trước chúng tôi? Làm sao? Niệm thì niệm như vậy thôi, chứ làm sao tôi dám là Phật A Di Đà là bậc tôn quý mà đến rước một hạng người như tôi? Quý vị đừng bao giờ có tâm tự ti này.
Nếu như Phật A-di-đà cũng như cái ý nghĩ của chúng ta thì đâu có phải gọi là bậc chí tôn vô thượng, bậc đại từ đại bi, cứu độ chúng sanh muôn loài. Mà Ngài đã phát cái nguyện là cứu chúng sanh, là cứu mục tiêu là chúng sanh sắp sửa đọa địa ngục. Nhớ nghe, Phật A-di-đà là cứu những chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục như chúng ta, gọi là cứu chúng sanh từ trong hầm phân đi ra, là từ trong địa ngục sắp sửa đọa trong địa ngục mà đi ra, từ trong địa ngục mà nghe danh hiệu Ngài cũng được cứu ra luôn. Không chỉ chúng ta chưa phải là nó đi vào trong địa ngục thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Nên mỗi một con người chúng ta ngồi ở đây và khắp nơi nghe, ai cũng là người có cơ hội đời này chúng ta được giảng sanh. Chúng ta đều có cơ hội, chúng ta đừng bao giờ mang tâm tự ti rằng là tôi tội lỗi Phật không rước tôi đâu. Đừng có nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy thì chắc chắn không cảm với bổn nguyện. Mà chúng ta phải nghĩ như vậy: tuy tôi là người tội lỗi nhưng nghe tịnh độ lại tin, chịu niệm Phật, mà Phật hứa rằng ai niệm Ngài, Ngài rước. Như vậy thì tôi niệm Ngài, con niệm Ngài, Ngài rước, đúng không? Phật ấy là nói ừ, niệm ta tha rước. Thấy chưa? Đặc biệt niệm ta rước. Nếu như những đức cũng mang cái tâm tự ti xấu hổ thì làm sao những đức dám nói mạnh dạn gì, trong khi kẻ này tu hành xuất gia rồi vẫn còn làm sai. Làm sao không làm sai được? Cái nhân ở cõi đời này, cái sai trước mặt quý vị bao nhiêu thứ. Cái tham sân si là cái nguồn gốc của sai. Làm sao quý vị đoạn tham sân si ở cõi này? Cái cõi này làm sao quý vị đoạn hết tham sân si? Làm sao mà đoạn hết cái ngã? Làm sao mà đoạn hết cái danh? Làm sao mà đoạn hết cái dính mắc của cải vật chất? Nó chỉ là giảm, ví dụ như 10 phần chúng ta tu từ từ, giảm 5 phần, giảm 6 phần, giảm 7 phần, giảm 8 phần là quý vị được giảng sanh mất tiêu. Chứ làm sao quý vị đoạn sạch cái nhân tham sân si ở cõi đời này được? Đúng không? Mỗi một con người chúng ta chỉ cần hiểu, nhìn ra nó còn như vậy và chúng ta lo niệm Phật thôi. Chúng ta không có nặng nề gì nó thì tức khắc quý vị tu an lạc rồi đó. Cái nguyên lý của tu mà hiểu được thì tuyệt vời lắm. Thí dụ như có nhiều người niệm Phật vì sao người ta nặng nề kỳ cục lắm quý vị. Nào là gì? Tôi niệm Phật mấy năm chờ rồi mà tại sao tôi niệm tôi vọng tưởng nhiều quá, lên niệm cái tôi nhớ tiền, tôi niệm Phật cái tôi nhớ nhà, không biết giờ này đang làm cái gì. Tôi vô chùa tôi tu vậy mà tôi lên tôi niệm Phật chút tôi nghĩ không biết giờ này chồng có đưa con đi học chưa, hoặc là chuyện này chuyện kia ở nhà sao không biết ông có coi nhà đóng cửa đồ đàng hoàng hay không, đồ cu tèo cu tí không biết nó có sống ổn định ở nhà không, đồ vô chùa có mấy ngày mà lên đến điện tu vậy mà tâm nó vọng tưởng đủ thứ, nó suy nghĩ tứ tung, nó suy nghĩ như vậy đó. Mình nói trời ơi, tu niệm Phật lễ Phật mà sao vọng tưởng nhiều quá, tu thấy mọi không có kết quả. Thì tổ sư nói một câu làm sao: vọng tưởng là chuyện của vọng tưởng, còn chuyện ta niệm Phật cứ lo niệm Phật. Khi lúc niệm Phật vọng tưởng bao nhiêu cứ mặc kệ cái chuyện vọng tưởng, còn ta cứ gầy dựng ngay câu Phật hiệu. Giống như những đức thường ví dụ là cái người đang cấy lúa thì chúng ta cứ lo cấy lúa, cái người đang mằn cỏ thì chúng ta cứ lo mằn cỏ. Cấy lúa có nghĩa là đang niệm A Di Đà Phật thì cứ lo niệm A Di Đà Phật, còn mằn cỏ là cái này là cái vọng tưởng mà người ta đang mằn cỏ thì cái chuyện đó của người ta đang mằn cỏ, chuyện của mình cấy lúa cứ lo cấy lúa. Như vậy thì cái chuyện cấy lúa cũng thành công của chuyện cấy lúa, mà chuyện nhổ cỏ cũng thành công của chuyện nhổ cỏ. Hiểu không? Tu mà hiểu được là quý vị thích vô cùng vậy đó. Như những đức nè, mười mấy năm đi niệm Phật mà vọng tưởng vẫn đầy, nhưng mà những đức không bao giờ bị nặng vì vọng tưởng nên những đức tu an lạc lắm. Nếu như những đức cũng đặt vấn đề vọng tưởng thì không khác nào những đức đi niệm Phật mà cấm cái tâm vào vọng tưởng. Còn cái này mình niệm Phật mình cấm cái tâm vào câu Phật hiệu, mình chú tâm vào câu Phật hiệu, mình gầy dựng ngay cái bổ nguyện. Còn cái cõi này bây giờ lục căn tiếp nhận lục trần, làm sao nó không vọng tưởng? Mắt đang nhìn cảnh làm gì không thấy cảnh, tai đang nghe tiếng làm gì không có tiếng, thân đang xúc chạm làm gì không có xúc chạm, cảm giác như thế nào làm sao không có, ăn ngon ăn dở làm gì không biết ngon dở. Không lẽ con người chúng ta vô tri, chúng ta không biết gì? Chúng ta vẫn còn chi giác thì chúng ta vẫn có một cái cảm giác nhận thức chứ. Nhưng mà mình niệm Phật mình biết mình niệm Phật, niệm Phật là thù thắng nhất, mình đặt vai trò niệm Phật là thù thắng nhất đang dẫn đầu. Vậy thì cái chuyện thành tựu giảng sanh là do cái tâm dẫn đầu từ ngay câu A Di Đà Phật đó. Cái điều chia sẻ này tuyệt vời lắm. Những đức nói quý vị có tu lâu bao nhiêu năm đi chăng nữa, cái điều này quý vị cũng không thể nào chạy ra khỏi đâu. Nếu như chân thật mà làm như vậy cả đời thì thành tựu con đường giảng sanh là chắc chắn luôn. Nó sự an lạc, sự bình an có nè. Như những đức ở đây nè, bao nhiêu con người về đây quý vị thấy, nếu như những đức cũng mang tâm trạng như người khác thì làm sao quý vị về đây được? Làm sao về đây được? Thấy không? Bệnh ai mà không bệnh, những đức cũng bệnh đó mà, hay ho gì. Có khi cũng bệnh te tua thôi. Quý vị bị bệnh, quý vị cũng nhức đầu quá, ai mệt quá, trời ơi cơ thể mệt quá.
Thì những đức khi bệnh thì thăng tứ đại này cũng y rang thôi. Khi những đức mà bị bệnh, quý vị nói chắc thầy đức ông tu dữ lắm, bệnh bệnh chứ ông ăn thua gì đâu, không dám ông ăn thua gì đâu. Bệnh mỗi lần bệnh đi cũng ơi thôi nhức đầu quá. Ai di đà phật mệt quá. Mỗi lần bệnh đau lên tu lễ Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng đuối thấy mồ, nó giỡn hay ho gì đó quý vị. Nhưng mà do cái tâm trạng của mình muốn tu thì tự nhiên vài bữa nó hết trơn bệnh à. Những đức tin 100% con người có số mệnh tới thọ mạng đến, dù cho không bệnh nó cũng chết nữa. Mà thọ mạng nó chưa đến rồi bệnh sống sống à. Đây là thấy rõ ràng bệnh đau từ xưa tới giờ chưa bao giờ uống một miếng thuốc. Te tuôn không uống thuốc luôn nữa, vậy cứ nằm vậy ra. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vậy mà vài bữa nó hết trơn à. Nó hết thiệt. Cái này là 100% luôn nè. Quý vị biết rằng trong cái mùa dịch này những đứa cũng bị dịch luôn nữa. Dịch gà những đứa cũng biết tại không có đi khám. Nhưng mà những đứa nghe mấy chú nói thầy chắc dịch rồi đó. Thầy bị dịch rồi đó. Những đứa hỏi dịch là sao? Dịch là thầy cái miệng lạc, thầy mắc mùi này kia, thầy bị dịch đó. Ủa vậy chắc tôi bị gà, bị dịch gì đó. Thầy biết không? Vậy đó. Niệm Phật vài bữa hết chưa? Cũng sống bình thường, thì thấy cũng sống ngon lành đúng không? Có gì chết đây nào đâu. Tại vì sao? Thọ mạng chưa hết. Thọ mạng chưa hết, mỗi lần bị bệnh là trả một lần nghiệp cho xong đi. Trả một lần nghiệp cho xong đi. Vui trả phút cho rồi đi, tại vì thọ mạng chưa đến mà. Còn thọ mạng mà đến rồi, đang sờ sờ như nè, đang sờ sờ như nè, ngồi nói chuyện gì tự nhiên té xuống cái ghế kia rầm, cái chân ghế nó đâm vào ngay chân vô bên hông. Quẹo. Tại sao thọ mạng nó đến nó chết vô duyên lắm. Quý vị coi có những người ta sôi sỏi cũng chết à. Còn có người mà thọ mạng chưa đến cỡ nào cũng không chết. Kìa quý vị vô trong phòng hộ niệm, quý vị coi cái bà cụ già mà tám mấy tuổi, bà mười kìa. Bà mười mà như Đức chia sẻ Phật Pháp thường nói, quý vị vô quý vị coi bà mười đi. Da bọc lại xương luôn bị hởm, tự nhiên có nguyên ổ kiến nó bò lên nó cắn bà. À, nó đang nằm vậy tự nhiên người ta lau dọn sạch sẽ vô cùng. Vậy mà nửa đêm tự nhiên nguyên một cái ổ kiến nó bò lên nó giết bà. Mà kiến nó cắn người bà đầy, nó bu vô chân cẳng, nó bu vô mình bà đầy hết trơn. Tại da bà bọc lại xương quý vị, không còn miếng thịt nào hết trơn á, da bọc xương còn nguyên bộ xương vậy nè. Vậy mà kiến cắn bà, mấy cô đâu có thấy đâu, mấy cô vô gặp bà vỗ tay bà làm nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chắc là kiến cắn bà nó nhột quý vị. Kiến cắn bà nó nhột sao tự nhiên cái mấy cô nó, ủa sao bà mười bữa nay mỗi bữa thì kêu quá bố mới niệm Phật bà vỗ tay, bữa nay không kêu quá, tự nhiên mình vừa gặp bà cái tự nhiên bà gặp mình bà làm nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mấy cô nó, ủa bà mười sao bữa nay bà kỳ cục cái chợ. Thì tự nhiên mấy cô coi là nó bu đầy chân cẳng bà, nó cắn bà, da bọc xương quý vị, nó cắn bà te tua chứ mà chắc bà nhột biết sao, nó đã ngứa sao biết bà làm. A Di Đà Phật, A Di Đà. Bây giờ coi kìa, phải không, bao nhiêu năm nay da bọc xương vậy mà nằm vậy đó, mà vô mà gặp hỏi mư khỏe không, mư khỏe, khỏe lắm, khỏe lắm, mặt tươi rói à, vô coi đi, phải không, hồn niệm đó. Vậy mà qua bao nhiêu bà già khỏe đi hết trơn, bà còn sống bình thường. Nói vì coi phải không, thọ mạng đúng không. Có những người khỏe re, nhưng mà nói chắc bà mười đi trước mấy bà già này quá. Vậy mà mấy bà già kia đi chứ bà mười còn sống ngon lành. Da bọc xương nằm im vậy đó, nằm chỗ vậy đó. Vậy mà gặp là cái mặt tươi rối, quý vị vô quý vị thấy hoan hỷ lắm. Thì vừa nhìn cái quý vị coi, vô thường của một đời người, quý vị coi nè. Vô thường của một đời người, quý vị nhìn đi. Trời ơi, cuộc đời chúng ta đến thế gian này mà nghe đạo mà hiểu rồi, từ khi còn trẻ tập tu đi, đừng có nói tới già mới tu. Còn trẻ tập tu đi, những đức thấy rằng tuổi trẻ mình tu mình vẫn làm ăn được, mình tu mình vẫn có vợ có chồng ngoài đời bình thường, có gì đâu. Nhưng mà biết tu rồi, con người mình gặp cái khổ gì con người mình cũng không khổ chứ nghe. Tại vì sao? Mình nghĩ rằng trả nợ đời thì trả phước cho rồi đi. Còn nếu như mà không có nợ đời thì vô đây nuôi người già những đức. Những người trẻ nào á không có nợ đời gì hết trơn thì vô đây nuôi người già những đức. Còn bà nào chồng bỏ chồng chê thì vô đây tôi vết chưa. Bây giờ chồng bỏ chồng chê vô đây tôi vết nuôi với bà già. Chỗ đây người ta nhiều việc lắm, người ta đang mở cái đậu tràng, cái chùa lớn chà bá bên kia kìa, già đồ quá trời, người ta về người ta chẳng cần nhân sự nuôi người già nè. Đi vô đây khỏi cần lo cơm ăn áo bặn, mỗi ngày cứ nuôi với bà già giùm tôi, tắm với bà già giùm tôi, cứ làm những cái chuyện lo cho mấy bà già thôi. À, rồi tới giờ đi ăn cơm, rồi tới giờ đi tu. Ồ vậy đó nghe. Vậy đó mà nhiều cô chồng bỏ chồng chê vô đây á, những đứa hỏi vô đây thấy vui không? Vui lắm.
Vì Đức hỏi vui bà ngày xưa sống với ông chồng không? Làm sao bằng sống với chồng? Sống ở đây ngon hơn sống với chồng nhiều thầy ơi. Tại vì sao? Vì nó không có bận tâm cơm ăn áo bận, rồi nó không có bị dính mắt một đứa con, một người chồng. Nó gặp mà chồng đẹp trai thì nó đi đâu mà đi sớm về muộn. Thì tức khắc mình nó cũng lo lo, không biết nó bữa nay nó đi mà không biết nó có ghé nhà nhỏ nào không. Nó suy nghĩ tùm lum tùm la đúng không? Còn bây giờ vô nuôi với bà già, cái nhiệt tình nuôi với bà già thôi. Còn cái chuyện kinh tế, tiền bạc, cuộc sống như Đức lo hết trơn rồi, mấy bà đâu có bận tâm đâu. Nên mấy cô chồng bỏ chồng chê vô chùa mình chỉ có mấy tháng thôi, bà nào bà nấy cái mặt tù nu tú nú, mặt tròn vo lên trên. Tại bà vui. Nó quý vị coi mà làm gì có ý nghĩa đó nghe. Nó nên bây giờ làm ăn được thì cứ làm ăn, bây giờ có gia đình thì cứ có gia đình sống bình thường ngoài đời đúng không? Nhưng mà lúc mà nó mà te tua tả tơ hết trơn mà thấy mấy mồi thôi. Thấy cái tình trạng cuộc đời này sao làm như mình hết duyên với xã hội cuộc đời hay sao? Thôi, nghe thầy Đức nói chồng bỏ chồng chê thì thôi đi vô đó nuôi với bà già phước ra rồi đi thôi. Mình phát tâm đi tu ha. Này là có cơ hội đó nghe quý vị. Có cơ hội đó. Mà có cơ hội đây là phải hoàn toàn nó sạch sẽ ngoài, hoàn toàn là nó xong việc ở ngoài, hoàn toàn là đủ duyên, chứ không phải nghe gì về cái chồng nói tới một câu nói ông tin không, ông tin không, bây giờ tôi có chỗ đi rồi đó nha, ông nói thêm tiếng nữa đi, ngày mai xách giỏ đi liền đó. Bà đi đâu? Tôi thấy bà xách giỏ đi chùa, bây giờ bà đi, định đi đâu? Tôi đi theo ông thầy Đức được không? Chắc mấy ông chồng vô ông cắt lỗ tai như Đức luôn quá. Tại vì đầu cạo rồi, ông đâu có chỗ nào đâu cạo, còn hai lỗ tai ông vớt. Hiểu không? Từ nơi đó phải nói cho rõ ràng là mình là hoàn toàn á, là có nghĩa là nó không còn dính líu cái gì ở cái cuộc đời này nữa, mà mình thấy rằng cái cuộc đời mình nó khổ quá. Dính chồng, dính con mà bây giờ người ta bỏ mình, bỏ rớt mình luôn rồi. Bây giờ mình ở ngoài đời mình thấy không có ý nghĩa gì nữa chứ, thì thôi, có được cái cơ hội tu nhân tích đức thì mình đi tu nhân tích đức mình. Cuộc đời còn lại của mình cống hiến cuộc đời mình cho Phật pháp đúng không? Cái này là nói đúng như vậy chứ không phải là tự nhiên nó đang sống bình thường vậy nghe ông thầy Đức nói gì về chồng nói cái ông tin không? À, tôi có chỗ đi rồi đó nghe. Có người chứa tôi rồi đó nha. Nó, ông lần theo ông kiếm những Đức, ông vớt hai cái lỗ tai những Đức luôn. Đúng không? Không, cái gì nói cho rõ ràng nghe quý vị. À, nên còn mình nghe đạo thì mình có đem Phật pháp mình áp dụng vào cái cuộc sống, mình áp dụng vô cái gia đình, mình áp dụng vô cái cuộc đời của mình. Ngày xưa mình chưa nghe đạo thì mình nặng về tiền bạc vật chất, mình nặng về giàu nghèo, mình nặng về đẹp xấu. Còn bây giờ mình biết tu rồi mình nhẹ hết hoàn toàn. Nó càng nhẹ chừng nào thì nó càng hạnh phúc chừng nấy. Như những Đức bây giờ mười mấy năm đi tu mà càng tu thì càng có ý nghĩa, càng vui. Nếu so sánh với như những Đức sống trong thành phố ngày xưa thì bây giờ những Đức vui gấp trăm ngàn lần hơn ngày xưa những Đức sống trong thành phố nữa. Tại vì cái cuộc đời niềm vui là cái ý nghĩa của cuộc đời vậy. Cái ý nghĩa khi mình nghe đạo mình có một phương hướng đi về. Và tự nhiên bây giờ mình lại thương yêu bao nhiêu người già nữa quý vị. Bây giờ ngày nào cũng người già đến gặp những Đức chứ. Mà công nhận người già đến với mình là tu phước không rồi nghe. Đó. Hôm qua có bà cụ già kia 79 tuổi. Bà dặn thêm một đứa cháu, như Đức nói, ủa? Bà 79 tuổi mà sao con mà có chút xíu? Nó trời, thầy nói, ta bay thầy, ô thầy. Cháu con chứ con đâu mà con. Mình thì gặp ông thầy thiếu tiếu, nói sao bà già 79 tuổi mà sao con có chút xíu? Mới nói, trời ơi thầy, ta bậy cháu đó thầy. Ồ vậy cha mẹ nó đâu mà bà dặn nó toàn ten mà đi vòng kỳ cục đi. Nó nói trời ơi, hai vợ chồng mới sống với nhau, con đứa con cái tự nhiên chồng thì đi có vợ khác, con vợ thì đi có chồng khác, rồi cuối cùng nó bỏ đứa con lại cho con nuôi. Bây giờ con thấy con cũng 79 tuổi ở nhà có lụm cụm để nuôi đứa cháu mà nó chạy nó giỡn, con lo không có sể thầy. Bây giờ con định vô đây con xin thầy cho con ở đây và cho cháu con ở đây, bà cháu con nương tựa với thầy được không thầy? Như Đức nói, bà thì có thể được, còn đứa cháu nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá nhỏ, bây giờ mình phải cho đi học gì chứ, bây giờ người già mà nuôi mà có con nít nữa nuôi không có được. Nó chạy giỡn ai mà chụp nó được, nói nó không được nữa. Nó bây giờ thôi và những Đức chỉ và gỡ cái đứa bé nó bên cái ngôi chùa Tóc Tiên nó đi học đi. Còn bà thì bà ở đây bà niệm Phật, lâu lâu những Đức cho bà bển thăm cháu một chút rồi về đây để mà mình tu ở đây thôi. Quý vị thấy cái cuộc đời này nghe quý vị. Bây giờ gáp vô cái chuyện vợ chồng nó tự nhiên có một cái đứa con nó chia tay nhiều lắm quý vị ơi. Nên thôi bây giờ chúng ta sống trong cái cõi này là cái cõi mà Phật nói mà ta bà khổ không thế nào nói hết mà. Nên Ngài mới nói là cực lạc vui chẳng thể nghĩ bàn. Thôi bây giờ mình đã nghe được Phật pháp là có một con đường rồi đó quý vị. Tập tu hết đi. Mỗi một con người nên nghe đạo và tin sâu nhân quả.
đều tập tu hết đi. Để khi mà cuộc đời con người mình gặp sự cố gì trong cuộc đời đó, là mình có một cái điểm nương tựa bình an nhất nè. Những đức nói với vị không có nương vào chồng, vào con, vào cháu, vào của cải, vào danh yên tâm đâu. Chỉ có nương vào cái bổn nguyện của Phật mới yên tâm thôi, nhớ không? Có giàu cỡ nào quý vị cũng không có nương vào cái gì yên tâm được chứ. Nên mỗi một con người nên chân thật nương vào bổn nguyện và biết tu hành để cầu sanh cực lạc, nương vào chỗ này là cực kỳ an tâm. Dạ. Nên là buổi nói chuyện những đức tiếng đồng hồ chia sẻ với quý vị để chúng ta tăng thêm cái tính tâm niệm Phật tu hành này kia thôi. Để về đây ai cũng là người chân thật cố gắng tu, để khi cái chuyến đi của mình nó được xứng đáng nha quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.